Lâm Thanh Hà sinh năm 1954 trong một gia đình bình dân vốn chẳng có chút liên quan gì đến nghệ thuật. Thế rồi, trong một lần dạo phố, người đẹp được đạo diễn Tống Nhân Thọ phát hiện và mời đóng Song Ngoại. Tác phẩm nhanh chóng đưa nữ diễn viên từ một tân binh non nớt trở thành viên ngọc mới của làng điện ảnh xứ Đài. Nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, mỹ nhân tuổi đôi 10 sớm khuynh đảo màn ảnh nội địa và lột xác thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ. Lâm Thanh Hà thời ấy cũng được ưu ái gọi là quốc bảo nhan sắc của giới điện ảnh Đài Loan với các vai diễn gây thương nhớ trong Em là cánh hoa rơi, Hạt đậu tương tư, Tình yêu trong sáng. Đặc biệt, suốt những năm 1970, Minh Tinh 64 tuổi là nàng thơ của những tác phẩm chuyên thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Một nhà báo kỳ cựu của iFriend nhận định, ngũ quan thanh thoát, đôi mắt chất chứa nỗi niềm của nữ diễn viên giúp các nhân vật của cô như sống giữa đời thực. Trong năm nữa, có lẽ rất khó để tìm kiếm hình bóng của một nữ diễn viên có được dung mạo, khí chất thế này. Theo Gina, điện ảnh hoa ngữ khó có thể tìm thấy người thứ hai có nét đẹp vừa cổ điển, vừa phóng khoáng như Lâm Thanh Hà. Cô có thể diễn tốt các vai mỹ nhân lụy tình, cũng có thể đảm nhận tốt các vai cô gái mạnh mẽ. Thậm chí, những vai diễn giá nam của Lâm Thanh Hà được coi là kinh điển, là mô phạm cho thế hệ sau. Cũng nhờ khí chất độc đáo đó, Lâm Thanh Hà có những cảnh tình cảm với cả nam và nữ đồng nghiệp. Khi sự nghiệp đang bắt đầu thăng hoa, cũng là lúc nữ diễn viên sinh năm 1954 gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Lâm Thanh Hà khi ấy bị cuốn vào mối quan hệ yêu đương với Tần Hán, mặt bằng diễn đã có vợ con. Sóng gió này đã khiến sau phim Trùng Khánh Sông Lâm phải rời bỏ quê hương đến Hồng Kông gây dựng lại sự nghiệp. Đầu thập niên năm 1980, khi vừa chân ướt chân ráo gia nhập làng giải trí Hương Cảng, Lâm Thanh Hà gặp Từ Khắc, đạo diễn kiêm nhà sản xuất đăng lên của điện ảnh Hồng Kông. Diện mạo xinh đẹp xuất chúng của mỹ nhân xứ Đài đã khiến nhà làm phim chọn bà vào vai nữ chính trong phim Kiếm Hiệp Thục Sơn. Cũng nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim, Lâm Thanh Hà ghi danh trong đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Tượng năm 1984. Bệ phóng từ tác phẩm giúp nghệ sĩ xuất hiện trong hàng loạt dự án mới như Câu chuyện cảnh sát, Mã đào đáng, Mộng trung nhân, v.v. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Lâm Thanh Hà ở Hồng Kông là giai đoạn đầu thập niên 1990. Bà liên tục có các vai diễn thành công trong các phim Tân Long Môn Khách Sạn, Lục Đỉnh Ký, Bạch Phát Ma Nữ Truyện, Đông Tà Tây Độc, Trùng Khánh Sông Lâm, Lục Chỉ Cầm Ma, Thiền Long Bắc Bộ. Đặc biệt, vai diễn Đồng Phương Bất Bại của bà trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đồng Phương Bất Bại trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên, đồng thời là tượng đài mà nhiều thế hệ diễn viên trẻ khó mà bị kịp. Lâm Thanh Hà bấy giờ là phúc tinh của nhiều nhà làm phim tài danh, ăn khách bậc nhất màn ảnh xứ Cảng Thơm. Từ Khắc đánh giá người đẹp họ Lâm là ngôi sao không thể thay thế. Trong khi đó, Châu Tinh Trì không ngần ngại tiết lộ, nữ diễn viên yêu thích nhất của anh là Lâm Thanh Hà. Vẻ đẹp của Minh Tinh gốc Đài Loan cũng khiến sau phim Vua Hài Kịch phải suýt xoa. Khi Lâm Thanh Hà mặc trang phục nữ nhân, cô ấy là mỹ nhân đẹp đến mê mẩn. Nhưng khi khoác lên trang phục nam nhân, cô ấy là mỹ nam và người say đắm. Nhan sắc đỉnh cao cùng thần thái bất phàm của Lâm Thanh Hà từng được cố nhà văn Kim Dung khen ngợi hết lời và gọi cô là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vô song. Cô cũng được tôn vinh là một trong tứ đại mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hồng Kông bên cạnh Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân và Trương Mạn Ngọc. Trong hơn 20 năm gắn bó với nghiệp diễn, Lâm Thanh Hà đã kịp bỏ túi hàng trăm tác phẩm điện ảnh từ tình cảm, kiếm hiệp hay đến thể loại tâm lý. Tính đến nay, ngoài danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã 1990 với vai diễn trong Cũng Cũng Hồng Trần, mỹ nhân này liên tục lỡ hẹn với các danh hiệu cao quý của điện ảnh hoa ngữ. Đáng tiếc hơn, từ khi kết hôn năm 1994, khán giả không còn thấy nữ nghệ sĩ tài sắc xuất hiện nhiều trên màn hình như trước. Tháng 4 năm 2018, sau 23 năm giải nghệ, Lâm Thanh Hà vinh dự được trao giải thành tựu sự nghiệp tại Judean Fresh Film Festival lần thứ 20 diễn ra tại Ý. Trương Quốc Vinh thuyết phục Lâm Thanh Hà diễn cảnh nóng. Đạo diễn Phu Nhân Thái từng chia sẻ những kỷ niệm hậu trường khi quay cảnh nóng cho bộ phim Bạch Phát Ma Nữ 2 năm 1993. Khi đó Lâm Thanh Hà là ngôi sao lớn, hình ảnh ngọc nữ trong sáng rất được yêu thích. Đạo diễn Phu Nhân Thái đầu tiên thuyết phục Trương Quốc Vinh phải diễn sao cho thật ướt át, nồng cháy. Sau đó, ông và Trương Quốc Vinh vừa thuyết phục, vừa hứa hẹn để Lâm Thanh Hà bằng lòng quay cảnh tình cảm trong hang động. Trương Quốc Vinh nói, em cứ tin tưởng anh là được, cho dù anh thực sự động chạm đến em nhưng hoàn toàn trong sáng. Vì tin tưởng Trương Quốc Vinh mà Lâm Thanh Hà đã nhận lời diễn cảnh táo bạo nhất trong sự nghiệp. Sau này, dù nhân vật luyện nghe thường được nhiều người đẹp nổi danh như Cũng Lợi, Lý Bằng Bằng, Phạm Bằng Bằng, Mã Tô, Thái Thiếu Phân diễn lại, vẫn không có phiên bản nào vượt qua được mà thể hiện tài tình của Lâm Thanh Hà. Trước đó, Lâm Thanh Hà vốn dĩ đi theo con đường ngọc nữ màn ảnh. Lần đầu tiên cô mặc hở hang, đóng cảnh tình cảm cuồng nhiệt trên màn ảnh là với Châu Nhuận Phát trong phim Mộng trung nhân năm 1986. Trong phim, Lâm Thanh Hà vào vai một nhà khảo cổ học thường có tình cảm với một người đàn ông trong mơ. Nụ hôn độc tính của Lâm Thanh Hà và Vương Tổ Hiền. Lâm Thanh Hà nổi tiếng nhất với vai diễn Đông Phương Bất Bại. Trong Đông Phương Bất Bại, Chi Phong Vân tái khởi. Trong đó, cô có cảm tình cảm nóng bỏng với nhân vật Tuyết Thiên Tâm của Vương Tổ Hiền. Khán giả từng sốc trước những cảnh tình cảm của hai tuyệt đại mỹ nhân Hồng Kông khi được trình chiếu.
Dù nội dung bộ phim chỉ được đánh giá ở mức bình thường, nhưng những cảnh nóng đồng tính của hai người đẹp này đến nay vẫn được ví là cảnh kinh điển của giới giải trí Hoa ngữ. Ngoài đời, Lâm Thanh Hà và Vương Tố Hiền là chị em có mối quan hệ thân thiết, nhiều lần đóng phim cùng nhau, vì vậy họ không hề ngại ngùng khi đóng cảnh nóng. Cũng trong Đông Phương Bất Bại, Lâm Thanh Hà còn có mối tình với Lý Liên Kiệt và Lệnh Hồ Sung. Khi đóng cảnh tình cảm, cả hai thể hiện sự cuồng nhiệt, say đắm chẳng kém so với Vương Tổ Hiền. Cuối cùng, khán giả vẫn không hiểu nhân vật của Lâm Thanh Hà là nam hay nữ. Cuộc hôn nhân đầy thị phi với tỷ phú Hồng Kông. Lâm Thanh Hà bất ngờ lên xe hoa với tỷ phú Huỳnh Lý Nguyên vào năm 1994. Đám cưới xa hoa của cặp mỹ nhân đại gia sau 6 tháng hẹn hò đã khiến cả Hồng Kông xôn xao. Dẫu chênh lệch ngoại hình, vợ chồng Minh Tinh sinh năm 1954 vẫn chung sống hòa hợp, hạnh phúc và có với nhau hai cô con gái xinh xắn. Lâm Thanh Hà từ một minh tinh màn bạc trở thành phu nhân tỷ phú. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên huyền thoại một thời khiến nhiều người trầm trồ với kho đồ hiệu đắt đỏ từ Dior, Chanel, Dolce & Gabbana cho đến Lafine, Hermès. Năm 2014, kỷ niệm 20 năm ngày cưới và cũng là sinh nhật tuổi 60, Lâm Thanh Hà được ông xã tặng nguyên một biệt thự trị giá 140 triệu USD, hơn 3.200 tỷ đồng làm quà. Đại gia họ Hình cũng nhiều lần chi số tiền lớn để làm vui lòng vợ. Chính những sự hào nhoáng, xa hoa kể trên đã khiến công chúng lầm tưởng Lâm Thanh Hà đang sống cuộc đời viên mãn đáng mơ ước. Thế nhưng, cuộc hôn nhân với đại gia họ Hình của nữ diễn viên bắt đầu bị làm phiền bởi những tin đồn chưa từng được xác thực. Năm 2006, là giải trí râm ran tin đồn, Minh Tinh xứ đài không hề sinh quý tử nói giỏi cơ nghiệp cho chồng, khiến ông phải cọc kè với nhân tình ở Thượng Hải để kiếm một mụn con trai. Dấu người trong cuộc liên tục bác bỏ, những đồn đoán xung quanh hôn nhân của hai người vẫn xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Đỉnh điểm là cuối năm 2018, làng giải trí Hoa ngữ lại được dịp hoang mang khi có tin đồn nữ diễn viên phim Đồng Tà Tây Độc ly dị Hình Lý Nguyên sau khi chồng thẳng nhiên ngoại tình, đưa con trai riêng về nhà khiến vợ trầm cảm, suy sụp. Nữ diễn viên được cho là nhận khoản tiền bồi thường lên đến 256 triệu USD, gần 6.000 tỷ đồng. Nhiều nguồn tin thậm chí tiết lộ, Lâm Thanh Hà đã âm thầm kết hôn với tình cũ Tần Hán sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với tỷ phú xứ Cảng Thơm. Tháng 3 năm 2019 xuất hiện trong một sự kiện ở Đài Loan, sau phim Tiếu Ngạo Giang Hồ khẳng định gia đình của mình vẫn êm ấm, hòa hợp. Nữ diễn viên khéo léo khen chồng sống tự do, phóng khoáng, tân tiến và thông minh. Thêm vào đó, Quốc Bảo Nhạc Sắc xứ Đài cũng phủ nhận chuyện nối lại tình xưa với Tần Hán. Bà cho rằng truyền thông và công chúng đang đẩy mọi chuyện đi quá xa. Tuy nhiên, những tuyên bố của Lâm Thanh Hà đến nay vẫn không thể lấp đi sự ngờ vực từ phía công chúng. Dẫu chưa một lần trải lòng về những năm tháng làm vợ đại gia, nhiều nguồn tin vẫn tiết lộ rằng cuộc sống của Minh Tinh nổi danh một thời sau cánh cửa nhà giàu sang chẳng hề dễ chịu và bình yên.